Ôi, cái này là anh chị nào nhanh tay thì vớ được mà chậm tay thì mất nha. Một cây lam xin lời qua. Bạn to đầu 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 bự ha, lam thì lại lắp ở trong máy xin lời qua. Cái này là nó sẽ chạy xích kiểu như xích 325 nữa mọi người ha. Lam này 30 40, lam này chắc 45 50 đó. Chạy xích 325 nữa mọi người ha. Rất là ngon. Lam MC Cool Lock, lam MC Cool Lock. Cái Latin thì mọi người khỏi phải bàn nha, nó dày cho bá luôn, như cái lam xả nước vậy đó, rất là dày, nó mới tinh luôn. Bản to này chạy, con này em nhớ là nó lắp ở trong cái con máy xin đã qua về. Cái lam này xài thì không phải lăn tăn gì hết. Về lắp mấy cái máy chạy xích 325 đó mọi người, xài cực kỳ ngon. Nó vừa tầm, nó không có quá dài, nó vừa tầm. Ôi, cái lam này 500 nghìn nha. Anh em này nhanh tay thì cái Latin của nó đó, có hơi vàng nha mọi người. Latin được, có hơi vàng. Về lắp cho mấy con sinh đầu qua 350, 355, hàng 4, hoặc là mấy con gừ, hoặc là echo lớn, echo 40 ly trở lên rồi thì tuyệt vời nha, sướng lắm. Này đi cách khai thác ngon lắm, 500 nghìn nha, không bao xịt.